Dạ em. Dạ anh ngồi đi. Dạ. Anh Long bạn chị. Chào anh. Dạ. Anh đoán không lầm thì hình như em là Khôi đúng không? Em ruột của Khánh đúng không? Dạ. Chào anh. Nhìn hai chị em trợn giật vậy đó. Đúng rồi, không có giống nhau. Đứa giống ba, đứa giống má. Ôi, em không ngờ chị hai em quen được một người đẹp trai, lịch lãm, lịch sự giống như anh vậy. Em xin lỗi, hiện anh đang làm gì anh? Nói đi. Anh cũng làm nhỏ nhỏ thôi à. Giám đốc một tập đoàn hải sản. Giám đốc một tập đoàn mà nhỏ. Anh khiêm tốn. Khiêm tốn lắm, dễ thương lắm em. Nhưng mà sao mà anh chị quen được nhau? Anh nghĩ chắc là tụi anh có duyên á. Có duyên có nợ á. Chứ còn bình thường anh đi làm thì bằng xe hơi của công ty. Rồi hôm đó tự nhiên cái sáng đó anh nổi hứng là nói thôi để xe hơi nhà anh đi xe buýt. Rồi để anh có cái cảm giác, cái cảm nhận của một người đi xe buýt như thế nào mà. Hiện lên thì lúc đó anh cũng không để ý nữa. Thì anh thấy có một cái cô nào đó là chị của em nè, cứ đứng trước mặt anh một cái e thẹn mà cứ gầy hoài à, xong rồi cứ càng ngày càng nép cho người anh. Cái gì vậy chị hai? Trời, có tuổi ra đường mà làm như là con gái mới lớn vậy, e thẹn cái gì vậy? Đâu có, chị đâu có e thẹn đâu. Tự đứng trước chị có một cái người đàn ông cái... Chị khen vậy nè, chứ chị có em hẹn gì đâu. Trời ơi, công nhận cái chuyện tình yêu của anh chị nó như một cái duyên lãng mạn dễ sợ. Mà cái chuyến xe buýt nó giống như chuyến xe tử thần vậy á. Chuyến xe định mệnh. Em quá hợp vậy. Chuyến xe định mệnh. Đúng rồi. Trời ơi, em công nhận nha, có người hốt. Có người hợp với chị á, em mừng ghê lắm. Vậy mà bây giờ mới khoe, giấu kỹ ghê lắm anh. Bảy ơi Bảy. Ôi. Ủa? Vô đây tụi con. Ủa? Bibo? Vô đây. Hay là ngồi xuống. Trời. Sao con mẹ, con chào mẹ, con chào cậu. Đi đâu đây? Chào chú. Mẹ, cậu. Ngồi xuống. Hai là em ruột luôn đúng không? Dạ. Hèn cho thấy mặc đồ nè, anh ước gì phải nãy anh mặc áo vàng như này, nón xanh cho ra tính cách gia đình ha. Đứa con xin đôi của em đó. Tụi con chào chú Long đi, bạn trai mới của mẹ đó. Hả? Hai đứa. Hoang mang cái gì không biết nữa. Cuối tuần này á, mẹ mời chú Long về nhà mình ăn cơm đó. Được không? Cho chú ăn cơm nha. Hey, hai nhóc. Có cha dượng rồi đó nha. Hình như thấy mặt nó... Không, nó mừng đó, thấy không? Nó mừng đó. Đâu mà mừng? Sao hai đứa con hoang mang vậy? Đâu, nó mừng, tụi con mừng đúng không? Con em biết mà, nó mừng. Đây chính là chú Long, 45 tuổi. Chú cao 1m75, nặng 65kg, đang là tổng giám đốc. Là một mối nguy hiểm lớn nhất cho chúng ta. Còn đây, ai vậy? Mẹ đó, thấy dễ chồng quay không? Làm sao? À, tức là mẹ là một người rất là kén cá chọn canh. Nói tóm lại, mối quan hệ này có 99% chú Long làm cha dượng. Chết rồi. Bây giờ á, thời gian của mẹ á, dành cho anh em mình á, đã ít rồi. Mà bây giờ hả, còn lại có cha dượng, thì thời gian mà mẹ dành cho mình á, còn ít hơn nữa. Anh Bi, hay là bây giờ mình kiếm cách á, mình làm cho chú Long á, bỏ ý định đó đi, đừng theo đuổi mẹ mình nữa. Đó là nguyên nhân anh kêu nãy giờ. Suy nghĩ đi. À, có rồi. Trời ơi, cô mà làm cái chuyện này nha, cậu Khôi mà biết được cậu Khôi giận thôi, cô không có dám đâu. Cô Tiền, cô thương tụi con đi, ba con đã bỏ tụi con đi từ lúc tụi con nhỏ xíu rồi. Đúng rồi đó cô Tiền, rồi bây giờ hả, mẹ con mà lấy cha dượng á, là tụi con lẻ loi luôn á. Nhưng mà cái chuyện này đó... Đi cô giúp đi cô. Cô giúp con đi, mấy lâu nay cô coi cô cũng giống như là mợ của con vậy á. Ủa mợ là sao? Đúng rồi đó cô Tiền, phải chi á, cậu Khôi mà lấy cô ha, thì tụi con sướng biết bao nhiêu luôn á. Đúng rồi đó cô. Tụi con cũng thấy vậy nữa hả? Dạ. Bây giờ vì cái câu nói này á, cô sẽ giúp cho hai đứa. Nhưng mà đừng có nói cho cậu Khôi biết nha. Dạ con cảm ơn cô Tiền. Cảm ơn cô Tiền. Gì cô Tuyền? Mở Khôi là số 1. Chị hai. Ủa? Chị Khánh có tiền qua chơi nữa hả em? Ta
Tại sao lại hỏi như vậy, khách sáo quá đi à. Ngày vui của chị cũng là ngày vui của em, bởi vì trước sau gì em cũng là thành viên của gia đình mà, đúng không Khôi? Đã tới rồi mẹ. Tới rồi. Nhìn chị con trai đẹp 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 đẹp. Đẹp. Chị Dung ngồi xuống đi con. Chào Khôi, em chào anh. Đây là dạ người yêu của Khôi. Xứng ghê ha. Dạ, chào anh, dạ mời anh ngồi. Anh ngồi đi. Chị lên đi, để chị lên đi. Anh ngồi đi nha. Bây giờ vậy, anh ngồi chơi với hai con em nha. Em xuống dưới em chuẩn bị đồ ăn đây. Anh nói chuyện với mấy đứa nhỏ chút nha. Sao tự nhiên chú Long thích mẹ con vậy? Chú nghĩ đây là chuyện gì lớn. Thật ra thì chú có thể đây là duyên á. Chắc là duyên số vậy, cho nên là chú mới gặp mẹ của con. Với lại mẹ con cũng rất là có duyên. Một nét duyên dáng ngầm. Rồi chú, nhưng mà chỉ có mình chú mới phát hiện ra được cái nét duyên đó thôi. Con thấy đâu phải vậy đâu. Duyên của mẹ con á, ngầm á, là nó ẩn luôn rồi, là không ai tìm ra được đâu. Càng tìm mà càng ẩn đó chú. Tôi cũng còn nhỏ, không biết được đâu. Chưa hết đâu chú. Tại con thương chú, con mới nói á, là mẹ con có tật ngộ lắm. Tật gì? Mẹ con ngủ á, mẹ con hay ngái lắm. Ngái ầm ầm như cái máy cày nha chú. Chú cũng ngái nè. Ủa, vậy hả? Thì ngái cho nó vui nhà vui cửa chứ đâu có gì đâu con. Chú dễ thương quá à. Đây. Con. Anh à, cái món này ngon lắm, em thích ăn lắm. Em nghĩ anh cũng thích giống em, cho nên em làm cho anh ăn đó. Ăn đi. Tôi có ăn chung với chú đi. Dạ. Em kêu mấy đứa nhỏ ăn chung với anh. Không được, mấy đứa con em dạy hết rồi. Tụi nó có cái bàn ăn nhỏ ở dưới bếp á, còn trên đây là bàn của khách, không được ăn. Dạ. Không tụi con. Dạ. Anh ăn đi. Ngon quá không? Ngon. Em làm mà, ăn đi, ăn đi, ăn hết nha. Từ từ anh ăn rồi, anh dạ. Ăn đi nha, em xuống em sẽ chuẩn bị món thứ hai cho anh. Rất là đặc biệt. Cảm ơn em. Em đi nha. Đi con. Dạ. Ăn đi, ăn với chú đi, không sao. Thôi con không có ăn đâu. Mẹ con dặn là ở đây là của khách, là để khách ăn. Tụi con có ở dưới đằng sau rồi. Không sao đâu, chú không mát đâu, ăn chung cho vui. Thôi. Chú hứa khi mà về lập gia đình là chú sẽ là một người dưỡng rất là tốt. Nhưng mà tại con thương chú, tụi con muốn nói thôi. Giống như chú Đặng á. Đúng rồi. Chú Đặng hả? Lúc đó qua đây chơi với mẹ con mà con thấy chú Đặng cũng chưa có thương mẹ con. Cái mẹ con mới mời chú Đặng hả? Bánh mì. Ăn bánh mì. Mà ăn bánh mì xong mua Mercedes cho mẹ con. Đúng rồi đó chú. Ăn một tổ bánh mì mà tặng một chiếc Mercedes. Dạ. Có không vậy? Dạ thiệt. Chưa hết đâu chú. Còn chú Khang á, chú Khang cũng không thương mẹ con gì mấy đâu. Mà mẹ con cũng mời qua nhà. Xong rồi mẹ con mời một ly trà, mua cho mẹ con một căn nhà luôn á. Uống một ly trà mà tốn một căn nhà. Dạ. Đúng rồi chú. Còn bây giờ con thấy chú á, là chú mới ăn cái gì đó. Cuốn. Gỏi cuốn. Là mẹ con sẽ có được những gì mẹ con muốn. Lẽ mẹ con vậy đó chú, mẹ con ít có thương ai mà lâu lắm, mẹ con mau chán lắm. Bởi vì mẹ con thương người ta là mẹ con muốn lấy tài sản thôi. Đúng rồi đó chú. Với lại bây giờ á, là mẹ con á là mời chú ăn rồi nè, lặng lát hồi mẹ con ra nha, là mẹ con lấy hết những gì mà mẹ con muốn, xong rồi mẹ con sẽ bỏ chú thôi à. Chú biết sao không? Tại vì mẹ con không có thương ai lâu được á, mẹ con mau chán. Rồi hả, mẹ con mà chán rồi cái người ta lại nhà người ta khóc lóc đồ này nọ đó. Cái xong rồi mẹ con mới làm đồ ăn cho người ta ăn. Rồi cái mẹ con bỏ cái bột mà trắng trắng vô chổng á. Đúng xong rồi người cháu. Ta ăn vô cái người ta mê rồi người ta đau bụng được tùm lum hết trơn đó chú. Ủa chú bị sao hả? Chú hình như cái bụng chú nó ê ê. Chú bị đau bụng rồi thấy chưa con chú, nói mà. Chú không tin con. Bởi vậy á, chú quên hả, hồi nãy mẹ con nói á là không có được, hai đứa con không có được ăn đồ ăn của khách là tại vì muốn cho mình chú ăn thôi đó. Chết chú rồi chú, bây giờ là đúng như vậy đúng không? Dạ đúng. Bây giờ đau bụng thiệt rồi nè. Rồi giờ, chú bà mập đâu rồi chú? Bà mập, bà ra đây, bà ra đây. Trời ơi anh cái gì tự nhiên kêu em bà mập này mập nọ vậy kỳ vậy? Mời tôi ăn bánh mì đúng không? Dạ anh ăn lấy đi. Tôi chiếc Mercedes luôn hả? Trời nói gì vậy, ăn xong bánh mì nha, uống trà cúc bụ ngon lắm. Rồi bà lấy tôi nguyên cái tủ. Tủ gì? Trời ơi, biết cái tủ tôi đựng bao nhiêu tài sản của tôi để dành mấy chục năm trời rồi tôi mới có tiền tôi bỏ trong chỗ sao bà ác quá vậy? Thật ra là
bà thuê tôi mà. Bà thuê tôi 3 triệu bạc, tôi mới lấy có 1 triệu rưỡi thôi à. Bây giờ bà nở lúc nào bà đối xử với tôi vậy, bà cho tôi ăn, tôi uống rồi tôi đau bụng, bà bỏ cái gì trắng trắng trong đây hả? Bà bỏ cái gì trắng trắng trong đây? Tôi nói bây giờ tôi đau bụng rồi nè ha, tôi tới bác sĩ nha. Trời bác ơi. Sĩ mà đưa tôi thuốc bao nhiêu là bà phải đền cho tôi đó. Tôi không ngờ bà như vậy, tôi đâu có yêu thương với bà đâu. Trời. Bà thuê bà muốn tôi mà bây giờ bà đối xử với tôi vậy á. Bà chờ nó đi, bà chờ nó đi. Nè, anh Long. Trời ơi, anh Long ơi. Ủa sao tổng giám đốc mà như hàng tôm hàng cá vậy trời. Ủa cái gì vậy? Chị nói cho em nghe. Chuyện gì vậy chị hai? Thì giờ hỏi thôi chị nói luôn. Tại em á, tại em hết á. Sao vậy? Suốt ngày cứ kiếm người này người kia người nọ làm mai cho chị hoài à. Mười mấy năm nay chị không có chồng chị đâu có chết đâu, đúng không? Suốt ngày cứ nói chị ế, nói chị gái già đủ thứ hết. Chưa hết đâu, mấy bà ở trên cơ quan cũng vậy. Suốt ngày gặp chị là cứ chọc ghẹo chị, nói là chị mập xấu ế tùm lum hết đó. Cho nên chị mới mướn ổng 3 triệu mà mới đưa trước hơn 1.5 triệu để làm bộ làm người yêu của chị, để cho em yên tâm em đừng có làm mai cho chị nữa. Nhưng mà làm sao mà mọi người biết được cái này rồi bày cái trò gì ra mà bỏ cái gì ra cái gì vô là cái gì vậy? Sao mà nè hai đứa này nói cho mày nghe. Dạ em á. Em là sao? Dạ sự thiệt là vì quá thương yêu trẻ con, em dành thời gian buổi tối sau khi tan sở tăng chỗ làm việc mình đó anh, em đi theo dõi người cha đó. Và một thời gian theo dõi em phát hiện, trời ơi yêu giả anh ơi, trời diễn, nói chung là diễn thôi đó. Cho nên chính vì em biết diễn rồi cho nên em vậy. Là cái trắng trắng là do em bỏ vô hả? Dạ đúng rồi. Nó là cái gì vậy? Chết người ta làm sao? Không chết đâu, tại vì em bỏ có tâm lắm á. Cái gì? Đó là cái gì? Thuốc sổ. Trời, bung chút mà bụng chút xíu à. Trời ơi, một hồi mà ổng đem cái hóa đơn bệnh viện về là cô đền cho ổng nghe. Còn hai đứa con, ngay từ đầu là tụi con biết chuyện này đúng không? Dạ. Ý anh ơi, trời ơi, nhưng mà còn hai đứa con, cái tự nhiên em cảm thấy em ái mộ tụi nó dễ sợ luôn. Còn hai đứa con có năng khiếu diễn xuất ghê vậy đó. Ê, nhưng mà những cái đoạn á, cô Tiền thấy nha, có những đoạn tụi con làm hơi lố. Dạ. Yên tâm, đừng có lo. Mai mốt á, cô là thành viên của gia đình rồi, cô sắp phụ đạo cho con về diễn xuất. Dạ. Con cảm ơn cô Tiền. Gì gọi là cô Tiền hả? Con cảm ơn mợ Khôi. Yeah.